Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ hai. Trận đấu giữa đội tuyển Xóm Cưa và đội tuyển Thanh Niên. Thuần Niên, xin lỗi các bạn, Thuần Niên. Vậy là phòng thủ không thành công của đội tuyển Cưa. Điểm cho Thuần Niên 1-0. Thì đây là chuyển chỗ quay vì bên kia người rất đông. Họ chén trẻ con các thứ nữa. Rất khó quay. Không được rồi. Vậy là điểm cho 2-0 cho Thuần Niên rồi. Đánh bóng tốt. Đánh bóng tốt của Văn Giang. Điểm cho Thuần Niên 3-0. Lần này thì Thuần Niên phát bóng cho qua lưới và đổi điểm đổi cho đội tuyển Xóm Cưa 1-3. Một pha tấn công đầy uy lực của Văn Giang. Điểm về cho Thuần Niên 4-1. Đánh bóng tốt của Tuyên Con. Điểm cho đội tuyển Xóm Cưa 2-4. Bóng đông dần. Cổ tay siêu đỉnh của Văn Giang bên đội tuyển Thuần Niên. Và điểm cho Thuần Niên 5-2. Của một chủ công bên Thuần Niên. Và điểm cho Thuần Niên 6-2. Thuần Niên đánh bóng cho qua lưới. Điểm cho đội tuyển Xóm Cưa 3-6. Vậy là Xóm Cưa bắt bóng chưa qua lưới rồi. Điểm cho Thuần Niên 7-3. Vẫn chưa qua. Một pha tấn công hàng sau của Văn Giang. Điểm cho Thuần Niên 8-3. Lối dính bóng của Thuần Niên. Điểm cho đội tuyển Xóm Cưa 4-8. Đánh bóng tốt. Một pha bóng, một pha dồi bom của chủ công bên Thuần Niên. Điểm cho Thuần Niên 9-4.
đánh bóng tốt của đội tuyển xóm cửa. Điểm cho xóm cửa 5-9. Thuần Niên đánh bóng tốt, điểm cho Thuần Niên 10-5. Xóm cưa đánh bóng tốt, điểm cho đội tuyển xóm cưa 6-10. Và đây là pha tấn công của Văn Giang. Ngoài thôi. Tiếp tục điểm cho Thuần Niên 11-6. Đây là lỗi qua chân của Thuần Niên. Điểm cho đội tuyển xóm cửa 7-11. Đánh bóng tốt của Văn Giang. Điểm cho Thuần Niên 12-7. Phòng thủ không thành công của Thuần Niên. Điểm cho đội tuyển xóm cửa 8-12. Tiếp tục là Văn Giang, nhưng pha bóng đầy uy lực của Văn Giang. Tiếp tục điểm cho Thuần Niên 13-8. Vậy là Thuần Niên phát bóng ra ngoài. Điểm cho đội tuyển xóm cửa 9-13. Đánh bóng và tay chắn ra ngoài, điểm cho Thuần Niên 14-9. Đánh bóng tốt của đội tuyển xóm cơ. Điểm cho xóm cơ 10-14. Và tiếp tục điểm cho xóm cơ 11-14 rồi. Thuần Niên đánh bóng ra ngoài, điểm cho đội tuyển xóm cửa 12-14. Đánh đói con tùng rửa mặt đấy. Chọn đó. Vậy là xóm cửa bắt bóng ra ngoài. Ra rồi. Thank you.
của đội tuyển chấm cơ điểm cho đội tuyển chấm cơ 13-15. Điểm cho tuần lên 16-13. Vậy là Thuần Niên đã bắt bóng ra ngoài. Điểm cho đội tuyển xóm cơ 14-16. Và đánh chắp trên lưới rất tốt của Thuần Niên. Điểm cho Thuần Niên 17-14 rồi. Chắn bóng tay chạm lưới của Văn Giang bên đội tuyển Thuần Niên. Điểm cho đội tuyển xóm cơ 15-17. Đánh bóng cho qua lưới của Thuần Niên. Điểm cho đội tuyển xóm cơ 16-17. Vậy là xóm cơ đánh bóng chưa qua lưới rồi. Điểm cho Thuần Niên 18-16. Đánh bóng tốt của Văn Giang. Tiếp tục điểm cho Tuần Niên 19-16. Bảo ai đâu có chó, bảo ai đâu có chó trẻ con đi trục nói ông Kịnh nhá. Đừng chó trẻ con đi trục ông Kịnh. Lối qua chân của đội tuyển xóm cơ và tiếp tục điểm cho Tuần Niên 20-16. Vậy là Tuần Niên chính giành quyền lợi xét đấu thứ nhất của trận đấu thứ hai. Và để cùng nhân lúc thời gian này để dội chân. Ở đấy thêm có đặc sản mà anh em ơi. Ở đấy thêm có đặc sản, nó đặc sản đi học rồi đấy. Đến không quay được. Ở đấy chỉ có các ba con thôi. Có đặc sản đó. Dùng cân ăn được kiểu. Dùng cân ăn được kiểu. Giống được nơi chứ mà, giống anh kè góc. Ở bên như là, ở La Thanh là góc. À, hai bạc bạc. Ta đưa một cái ống này. Và trận đấu tiếp tục và điểm số đang nghiêng về Thuần Niên với điểm số 20-16. Tuyên còn. Một pha bỏ bóng rất hay của Tuyên còn. Và ghi về điểm số cho đội tuyển xóm cơ 17-20. Bỏ bóng đất đây của Văn Giang.
điểm cho Thuần Niên 21-17. Một pha đánh bóng tốt của Tuyên Con ghi về điểm số cho xóm Cửa 18-21. Nguyên bản nữa. Và đấy là Văn Giang, một pha đánh bóng lỏng tay từ hàng sau của đội tuyển Thuần Niên. Và điểm đang nghiêng về Thuần Niên 23-22, 22-18. Vậy là 22-18 nghiêng về Thuần Niên rồi. Đánh cho bố. Đặt xạ thôi à. Vậy là Thuần Niên đánh bóng chưa qua lưới. Điểm cho đội tuyển xóm Cửa 19-22. Và chúng ta sẽ chờ trong một ít phút nữa. Trận đấu tiếp tục. Đánh bóng bật tay chắn ra ngoài của Thuần Niên. Và điểm cho Thuần Niên 23-19. Đánh bóng tốt của đội tuyển Cửa. Điểm cho đội tuyển xóm Cửa 20-23. Và đánh bóng đầy uy lực của chủ công bên Thuần Niên. Và điểm cho Thuần Niên 24-20. Vậy là đội tuyển chấm cơ bỏ bóng cho qua lưới. Và kết thúc set đấu thứ nhất thì đội tuyển Thuần Niên đã giành chiến thắng ở điểm số 1-0 rồi. Chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ hai trong vòng ít phút nữa.